mã QR trên hộ chiếu vaccine giá trị đến khi nào, biến thể mới XE nguy hiểm ra sao. Đây là những thông tin chính trong bản tin sáng ngày 5 tháng 4 năm 2022 trên Alo Bác Sĩ. Dự kiến ngày 10 tháng 5 sẽ có lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên cho trẻ 5 đến 11 tuổi. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, theo Sứ quán Úc, lô vaccine Moderna cho trẻ em đầu tiên có thể về Việt Nam vào 10 tháng 5. Thông tin trên được ban lãnh đạo Bộ Y tế cho biết chiều 4 tháng 4 tại họp báo thường kỳ chính phủ tháng 3. Cụ thể, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, ban đầu Bộ Y tế đề nghị chính phủ cho mua 21,9 triệu liều vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình thảo luận với đối tác thì có tìm kiếm được một số nguồn tài trợ từ các nước như là Úc, Hà Lan. Do đó, Bộ Y tế đang điều chỉnh để giảm số lượng mua mà vẫn đảm bảo đủ tỷ lệ tiêm cho trẻ em theo quy định. Theo ông Tuyên, hiện mức độ đồng thuận của phụ huynh để cho các con tiêm vẫn có khoảng cách từ 60 đến 80%. Vì vậy, Bộ Y tế đã có kế hoạch tuyên truyền, đồng thời tập huấn tổ chức triển khai kế hoạch và kỹ thuật tiêm để khi có vaccine về sẽ tiêm ngay cho các trẻ em. Hộ chiếu vaccine COVID-19 của Việt Nam được 17 quốc gia công nhận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết từ sau khi Bộ Y tế ban hành mẫu hộ chiếu vaccine COVID-19 của Việt Nam cuối năm 2021, Bộ Ngoại giao đã giới thiệu mẫu giấy tờ này với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Các cơ quan này đã tích cực vận động nước sở tại chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Tới nay, Việt Nam đã công nhận hộ chiếu vaccine COVID-19 lẫn nhau với 17 quốc gia gồm Mỹ, Anh và Bắc Ireland, Nhật Bản, Úc, Belarus, Ấn Độ, Philippines, Maldives, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc và Campuchia, Palestine. Người mang hộ chiếu vaccine của các nước nói trên vào Việt Nam sẽ được áp dụng các biện pháp y tế trong phòng chống dịch COVID-19, như người đã tiêm vaccine tại Việt Nam. Ngược lại, người Việt Nam mang hộ chiếu vaccine tới 17 quốc gia nói trên cũng sẽ được áp dụng các biện pháp y tế như đối với người Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao cũng cho biết, việc công nhận này bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận. Bên cạnh đó, đến nay, Việt Nam vẫn đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine của 17 quốc gia vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao. Hộ chiếu vaccine được hiểu là giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng và khỏi bệnh của cá nhân, không thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác như hộ chiếu, thị thực, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy thông hành, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực. Hộ chiếu vaccine nước ngoài được coi là hợp lệ và được sử dụng trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam nếu được công nhận chính thức hoặc tạm thời bởi chính phủ Việt Nam. Mã QR trên hộ chiếu vaccine giá trị đến khi nào? Theo ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Y tế Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế, thời hạn của mã QR trên hộ chiếu vaccine có giá trị 12 tháng, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Liên minh châu Âu để đảm bảo tính bảo mật. Ông Hùng giải thích rõ hơn, mặc dù thời hạn 12 tháng nhưng đây chỉ là giải pháp kỹ thuật, không ảnh hưởng đến việc sử dụng hộ chiếu vaccine của người dân. Sau 12 tháng, hệ thống sẽ tự động khởi tạo mã QR khác. Việc này giống như chúng ta phải đổi mật khẩu sau khoảng thời gian của các ứng dụng ngân hàng điện tử. Quá trình cấp hộ chiếu vaccine sẽ do các cơ sở tiêm chủng. Cục Y tế Dự phòng là đầu mối để ký số khi triển khai cấp hộ chiếu vaccine, thì tất cả người đã tiêm chủng và có thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng sẽ có mã QR được hiển thị trên ứng dụng BC COVID, cũng như là ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế phục vụ cho việc kiểm soát khi đi nước ngoài. Biến thể mới XE nguy hiểm như thế nào? Một biến thể SARS-CoV-2 mới đang làm dấy lên những lo ngại sau khi thế giới chứng kiến sự gia tăng số ca COVID-19 vào tháng 3, đó là XE. Biến thể này lần đầu tiên được phát hiện ở Vương quốc Anh vào tháng 1 và được cho là một biến thể tái tổ hợp. Tổ chức Y tế Thế giới đã có những nhận định ban đầu về biến thể này. Ước tính ban đầu cho thấy biến thể này có khả năng lây nhiễm cao hơn 10% so với BA2. Tuy nhiên, phát hiện này cần thêm bằng chứng. XE được xếp vào nhóm thuộc biến thể Omicron cho đến khi tìm ra sự khác biệt đáng kể về đặc điểm lây truyền và mức độ nghiêm trọng. Sau 3 tháng, dữ liệu của WHO cho thấy chỉ có 600 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến XE. Mặc dù WHO thông tin XE có thể dễ lây truyền hơn tất cả các biến thể SARS-CoV-2 trước đó, nhưng không có đủ dữ liệu để xác nhận điều này. Viện Di truyền và Xã hội Tata của Ấn Độ nhận định, không nên hoảng sợ trước biến thể mới mà cần dành thời gian nghiên cứu sâu về XE. Cố vấn đại dịch của Hồng Kông cũng đưa ra phát biểu lời xoa dịu lo ngại về XE, phiên bản mới nhất của Omicron. Trước đó, các quan chức địa phương xác nhận hai người đến Hồng Kông nhiễm biến thể kết hợp giữa BA1 và BA2, nhưng trình tự gen không trùng khớp hoàn toàn với XE, và ông cho rằng không có lý do gì để đánh giá XE thực sự nghiêm trọng.
Trung Quốc kiên định với chiến lược không Covid-19, dịch diễn biến phức tạp tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Cập nhật đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 4 giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 492.247.811 ca, trong đó 6.177.940 người tử vong. Trong một ngày qua, Hàn Quốc tiếp tục là nước có số ca mắc mới cao nhất trên 127.000 ca, trong khi Nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 280 ca. Trung Quốc cũng chứng kiến xu thế dịch đáng ngại khi số ca mắc mới tăng mạnh, khiến nhà chức trách nước này quyết định phong tỏa một số thành phố lớn, qua đó tiếp tục kiên trì với chiến lược không Covid-19. Nhiều quốc gia cũng đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19. Đầu tháng trước, Thụy Điển đã dỡ bỏ gần như tất cả các biện pháp hạn chế phòng dịch. Nước này cũng đã chấm dứt hoạt động xét nghiệm Covid-19 quy mô lớn, trong bối cảnh mà số bệnh nhân cần phải chăm sóc đặc biệt đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 18 tháng. Vụ trưởng Vụ Y tế Công thuộc Bộ Y tế Israel cho biết ngày 4 tháng 4, quốc gia này sắp trở lại trạng thái bình thường do các chỉ số về dịch Covid-19 liên tục có những dấu hiệu tích cực. Trong khi đó, tại Đông Nam Á, Thủ tướng Campuchia cũng cho biết chính phủ hoàng gia đang xem xét bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang phòng chống Covid-19, ít nhất tại một số tỉnh của nước này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào và hẹn gặp lại! Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.